Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Hồ Duy Hải, người mặc áo vàng bí ẩn và bốn bút lục biến mất khỏi hồ sơ. Hôm 27 tháng 5 năm 2020, luật sư Trần Hồng Phong biện hộ cho bị cáo Hồ Duy Hải đã có đơn kiến nghị gửi đến Công an tỉnh Long An. Luật sư Phong yêu cầu cơ quan công an tỉnh này có câu trả lời về những vấn đề kiến nghị để có thêm thông tin vào đơn đề nghị xem xét lại quyết định giám đốc thẩm và đơn đề nghị tái thẩm sắp tới. Ông Phong cũng gửi thư đến Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội để cung cấp thêm thông tin về vụ án Hồ Duy Hải mà ông Phong mới thu thập được. Đây là hình ảnh, bên trái là bản ảnh hiện trường cho thấy quần của nạn nhân Vân có những vết máu tương ứng với dấu vết các đầu ngón tay chính là bàn tay phải của hung thủ. Đây là nơi mà bàn tay phải của hung thủ đã chạm vào sau khi cắt cổ nạn nhân. Cũng có nghĩa là bàn tay trái của hung thủ lúc đó đang cầm dao. Bản ảnh chụp vị trí cửa toilet có một đốm máu và vài tia văng theo chiều hướng về phía toilet. Những giọt máu này chắc chắn không phải rơi theo phương thẳng đứng mà là có gia tốc, tức là máu bị vẩy, tương ứng với cách vung tay khi bước đi. Vệt máu nằm bên tay trái theo hướng vào toilet, nơi mà hung thủ cầm con dao dính máu đi vào để rửa tay. Đó là những phân tích khá hợp lý của Facebook Hà Hồng Sơn để chứng minh hung thủ là người thuận tay trái, trong khi Hồ Duy Hải thuận tay phải. Cụ thể, các vấn đề được luật sư Phong kiến nghị cho rằng đó là các tình tiết mới, bao gồm những việc như sau. Thứ nhất, có một sự mâu thuẫn trong hành động khai nhận của Hồ Duy Hải so với cơ chế tạo thành hướng vết cắt trên cổ nạn nhân. Xét theo kết quả khám nghiệm, pháp y cho thấy hung thủ là người thuận tay trái, trong khi Hồ Duy Hải là người thuận tay phải. Như vậy, Hải không thể là hung thủ giết người, và đây có thể là tình tiết ngoại phạm mới của Hồ Duy Hải nếu được làm rõ. Thứ hai, xuất hiện bộ ảnh hiện trường vụ án do cơ quan điều tra chụp sáng ngày 14 tháng 1 năm 2008 và ảnh thực nghiệm điều tra đối với Hồ Duy Hải lần đầu tiên đăng trên báo Công lý cho thấy rõ nhiều tình tiết mới, bất thường và mâu thuẫn với kết quả điều tra ghi nhận trong kết luận điều tra và cáo trạng. Trong đó có tình tiết cửa lầu 1 mở trong đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008 và ai đã ở trên lầu và đóng cánh cổng bên ngoài, đó là câu hỏi được đặt ra. Vấn đề thứ ba là xuất hiện 4 bút lục quan trọng là biên bản ghi lời khai của hai nhân chứng là Đinh Văn Còi và Lê Thanh Trí lập vào ngày 15 tháng 1 năm 2008. Những tài liệu này đã bị rút khỏi hồ sơ vụ án hết sức bất thường, trong khi có thông tin rất quan trọng về một người thanh niên hoàn toàn khác, mặc áo màu vàng, đã có mặt tại bưu điện Cầu Voi lúc 20 giờ tối ngày 13 tháng 1 năm 2008. Trong đơn, luật sư Phong đã kiến nghị các vấn đề như cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An có xem xét và xác định yếu tố thuận tay của hung thủ thông qua hướng vết cắt cổ nạn nhân hay không? Thứ hai, tại sao cơ quan điều tra lại không sử dụng kết quả xác minh từ người bán trái cây trực tiếp cho Vân và chứng cứ vững chắc là không thể sai lệch, là tình tiết ghi nhận lúc 21 giờ 1 phút nạn nhân Vân vẫn còn ở tiệm bán trái cây? Đây là hình ảnh, bản ảnh chụp lại Hồ Duy Hải thực nghiệm hiện trường tại bồn rửa tay trong toilet, đối chiếu với ảnh chụp phóng to vòi nước, thấy rất rõ hai dấu vân tay in trên đó. Chắc chắn là cơ quan điều tra đã lấy dấu vân tay này đi giám định và cũng có kết luận rằng không hề có dấu vân tay nào của Hồ Duy Hải tại hiện trường vụ án. Điều này cho thấy sự khiên cưỡng và vô lý của kết luận điều tra cho rằng Hồ Duy Hải là hung thủ, và thật chớ trêu là 17 vị thẩm phán tối cao cũng bác bỏ và bỏ qua những mâu thuẫn này. Vì sao 4 bút lục số 139, 140, 141 và 142 do Viện Kiểm sát đánh số ghi lời khai của hai anh Đinh Văn Còi và Lê Thanh Trí có thông tin rất quan trọng về người thanh niên áo vàng có mặt vào lúc 20 giờ tại bưu cục Cổ Voi lại bị rút khỏi hồ sơ vụ án một cách hết sức đen tối như vậy? Hành vi này có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án hay không? Công an tỉnh Long An có biết việc này hay không? Trong bản ảnh chụp tại hiện trường vào ngày 14 tháng 1 năm 2020 mới xuất hiện đã cho thấy điều chúng tôi nghi vấn là có cơ sở. Đó là trên lầu 1 đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008 đã có người mở cửa. Nếu Nguyễn Văn Nghị là Nguyễn Hữu Nghị thì tại sao tại phiên tòa giám đốc thẩm ngày 6 đến 8 tháng 5 năm 2020 vừa qua,
cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An không nêu vấn đề này mà vẫn cung cấp thông tin và trình bày về đối tượng tên là Nguyễn Văn Nghị. Hồ sơ cho thấy có hai thanh niên đến bưu điện Cổ Voi buổi tối xảy ra án mạng, chứ không phải chỉ có một người như kết luận điều tra đã nhận định. Báo Tuổi Trẻ Online đã đưa ra câu hỏi và nghi vấn. Luật sư Phong đưa ra nghi ngờ một số bút lục rút ra khỏi hồ sơ vụ án cho thấy các bút lục này bị rút ra nhằm cố gắn ghép Hồ Duy Hải là hung thủ của vụ án. Người đàn ông mặc áo vàng là ai cũng là một câu hỏi được đặt ra. Luật sư Phong đề nghị phải làm rõ người thanh niên mặc áo vàng chính là người sau cùng có mặt tại bưu điện Cổ Voi trước khi vụ án mạng xảy ra. Người này là ai và có liên quan gì đến tình tiết cửa mở và sáng đèn trên lầu 1, tình tiết đóng hai cánh cổng bưu điện ở đây? Đây là hình ảnh, bản ảnh hiện trường vụ án trong hồ sơ cho thấy vào sáng ngày 14 tháng 1 năm 2008 thì trên lầu 1 cửa vẫn mở, vẫn còn rèm và không kéo cửa cuốn. Lời khai của nhân chứng rằng trên lầu khoảng 22 giờ đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008 có đèn sáng. Như vậy, ai đã ở trên đó trong đêm? Kết luận điều tra và cáo trạng đã không hề giải thích nghi vấn này. Chúng tôi muốn được Công an tỉnh Long An giải thích vì sao 4 bút lục số 139, 140, 141 và 142 do Viện Cảnh sát đánh số ghi lời khai của các nhân chứng rất quan trọng về người thanh niên áo vàng có mặt lúc 20 giờ tại bưu điện Cổ Voi bị rút khỏi hồ sơ vụ án. Hành vi này có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án hay không? Và những điều này đang trở thành một câu hỏi rất lớn trong cộng đồng, trong và ngoài nước, và nhiều người đang theo dõi vụ việc hết sức nghiêm trọng này. Và một hay hai người thanh niên đã có mặt trong bưu điện Cổ Voi vào đêm 13 tháng 1 năm 2008 là ai? Luật sư cũng đặt vấn đề như vậy. Theo luật sư, mới đây nhất, ông và các cộng sự đã lần lượt được tiếp cận 4 bút lục mới được cơ quan điều tra xác lập trong giai đoạn điều tra chỉ một ngày sau khi vụ án xảy ra. Nhưng không hiểu vì lý do gì các tài liệu này đã không được đưa vào hồ sơ vụ án. Đó là hai biên bản lấy lời khai của hai nhân chứng là anh Đinh Văn Còi và Lê Thanh Chí vào ngày 15 tháng 1 năm 2008. Bút lục số từ 139 cho đến 142 do Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An đánh số bút lục. Và nếu hai văn bản này được đưa vào hồ sơ vụ án theo đúng quy trình thì có thể thấy như sau. Trong khoảng thời gian từ hơn 19 giờ cho đến sát 20 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2008, lần lượt có 4 người và nhân chứng đã vào bưu cục của Voi. Đó là các anh Hồ Văn Bình, Đinh Vũ Thường và sau cùng lúc có hai người tên là Đinh Văn Còi và anh Lê Thanh Chí. Qua những điều mà bốn anh đã thấy và khai báo với cơ quan điều tra, cho thấy khả năng có thể có hai thanh niên lần lượt ghé vào bưu cục của Voi và nói chuyện với hai nạn nhân trước giờ họ bị sát hại. Luật sư đã nhận định như vậy. Cũng theo luật sư Phong, thứ tự thời gian từng người vào bưu cục của Voi và việc nhìn thấy người thanh niên ngồi trên salon bên trong bưu cục như sau. Lúc hơn 19 giờ đến 19 giờ 30, anh Hồ Văn Bình thấy có một người thanh niên bên trong nhưng không nhìn thấy mặt và quần áo. Đây là hình ảnh hiện trường chụp vị trí quầy giao dịch nơi anh Thường và anh Chí và anh Còi có thể quan sát được salon nơi có người thanh niên ngồi chơi với Hồng vào tối xảy ra án mạng. Tại biên bản ghi lời khai vào ngày 28 tháng 1 năm 2008, số BL265 và 266, anh Bình khai như sau: "Tôi gửi xe ở cầu Voi, lúc này trong bưu cục đã mở đèn. Thời gian lúc đó là hơn 19 giờ. Vì ở nhà đã đi ra ngoài là 19 giờ. Tôi nhìn vào phòng khách, ngay bàn salon thấy có một thanh niên ngồi trên ghế nói chuyện với Hồng. Tôi đi qua nhà anh Mẫn rồi quay lại mất độ 10 phút. Lúc đó độ khoảng ngoài 19 giờ 30, tôi đến bưu cục lấy xe vẫn thấy Hồng và thanh niên trên còn ngồi nói chuyện với nhau. Do anh Bình không bước vào trong bưu cục nên không thấy mặt và trang phục của người thanh niên này. Anh Bình cũng không có lời khai về việc có thấy chiếc xe máy đậu bên ngoài bưu cục hay không. Từ 19h38 phút cho đến 19h42 phút, anh Đinh Vũ Thường thấy một chiếc xe Dream dựng ngoài sân bưu cục của một thanh niên mặc áo thun xanh trắng bên trong. Và các nhân chứng đã khai ra điều gì cũng là một câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh bàn salon nơi người mặc áo vàng và nạn nhân Hồng đã ngồi và nói chuyện vào buổi tối xảy ra án mạng. Trên thực tế, cơ quan điều tra đã xác định được cuộc gọi của anh Thường tới bưu điện cho người thân là lúc 19h39 phút. Từ khoảng 19h43 cho đến 19h55, hai anh Đinh Văn Còi và Lê Thành Chí thấy một thanh niên lớn tuổi, mặc áo màu vàng, bên ngoài sân không có chiếc xe nào, tức là biên bản ghi lời khai vào ngày 15 tháng 1 năm 2008, bút lục số 139, 140
của Viện Kiểm sát Nhân dân Long An đánh số bút lục của anh Đinh Văn Còi. Tại biên bản ghi lời khai ngày 31 tháng 3 năm 2008, anh Đinh Vũ Thường khai tiết như sau. Tôi ghé vào bưu điện Cổ Voi gọi điện thoại khoảng 20 giờ đổ lại. Tôi đi vào trong ngay cửa thì thấy một người nữ ngồi phía ngoài, một thanh niên ngồi giữa trên ghế salon. Người thanh niên mặc áo thun ngắn tay màu xám đen hoặc xanh đen có sọc trắng xen kẽ. Tôi thấy chiếc xe Dream màu nho đã cũ nhưng tôi không nhìn thấy một con số nào hết. Không để ý xe có kính chiếu hậu, phải không? Không để ý trên xe có để đồ vật gì, không? Tại biên bản ghi lời khai vào ngày 15 tháng 1 năm 2008, anh Lê Thanh Chí khai tiếp. Tôi và anh Còi ghé vào cổ ván ăn cháo. Sau khi tính tiền, lúc đó khoảng 19:40, tôi chở anh Còi. Khi đến bưu điện Cổ Voi thì anh Còi kêu tôi ghé vô nạp các điện thoại. Tôi thấy có một nữ đứng phía trong đang nạp các vào máy anh Còi. Tôi mua cái các loại 100.000, tôi tự cào và nạp tiền vào máy. Sau khi nạp xong, lúc đó là khoảng 19:50, tôi chở anh Còi đến phòng cảnh sát bảo vệ rồi tôi chạy một mình về nhà. Tôi nhìn đồng hồ là 20:10. Phía bên trong cách chỗ tôi khoảng 5 mét, tôi thấy người thanh niên ngồi, tôi không để ý ngồi trên ghế hay gì. Tôi thấy phớt qua người thanh niên này khoảng 30 đến 33 tuổi, tóc gọn tròn người, mặt tròn, mặc áo thun màu vàng sậm ngắn tay. Tôi không để ý cổ áo. Và ngoài sân chỉ có xe của tôi đậu chứ không có xe của ai cả. Cặp hông quầy phía bên phải từ ngoài nhìn vào, tức là nhìn từ đường vào, thì có một xe Novo đậu, đầu xe hướng vô bưu điện. Tôi không nhớ màu xe và biển số. Nhân chứng Lê Thanh Chí đã khai ra rất cụ thể. Đây là hình ảnh đôi dép xốp để lại tại hiện trường có dấu in trên mặt ghế nằm dưới vũng máu có chân của nạn nhân gác lên. Đôi dép này có số 37, trong khi chân của Hồ Duy Hải có số tới 42. Điểm mâu thuẫn này rất rõ ràng nhưng cơ quan điều tra không giải thích. Cáo trạng cũng không nghi ngờ và các cơ quan xét xử vẫn tuyên Hồ Duy Hải tử hình. Luật sư Phong cho rằng những thông tin trong lời khai trên cho thấy anh Bình vào sớm nhất thấy một người thanh niên bên trong nhưng không nhìn rõ mặt. Vào lúc khoảng 19:30 anh Thường vào trong và sau đó thì thấy một chiếc xe Dream và một người thanh niên mặc áo màu xám đen hoặc xanh đen có sọc trắng xen kẽ. Lúc đó là khoảng 19:39 cho đến 19:42. Sau khi anh Thường ra khỏi bưu điện, anh Còi và anh Chí vào. Lúc này khoảng 19:43 hoặc trễ hơn một chút. Cả hai anh đều có thời gian đứng sát quầy lâu hơn, nhìn rõ mặt và trang phục của người thanh niên hơn. Hai anh cũng có lời khai trùng khớp nhau, không có chiếc xe nào ngoài sân. Người thanh niên mặc áo thun màu vàng, tuổi từ 28 đến 33. Điểm khác biệt trong lời khai của anh Còi và anh Chí là anh Chí khai thấy một chiếc xe Novo bên ngoài. Như vậy, phải chăng tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, lần lượt có hai người thanh niên đã vào bên trong bưu cục. Người vào sau mặc áo thun màu vàng, khoảng 28 đến 33 tuổi. Nếu tình tiết này được làm rõ thì có thể xác định người thanh niên mặc áo trắng xanh vào trước được cơ quan điều tra xác định là Hồ Duy Hải, không phải là hung thủ giết người. Vì từ khoảng 19:43, người thanh niên này đã rời khỏi bưu cục. Người thanh niên mặc áo màu vàng có mặt bên trong bưu cục vào lúc 20 giờ có phải là hung thủ giết người hay không, hay là điều cần phải làm rõ. Đặt trong bối cảnh vào lúc 21:00, nạn nhân Vân vẫn còn ở tiệm bán trái cây, người thanh niên áo vàng đến bưu cục bằng phương tiện gì cũng là một điều cần phải biết. Nếu đi bằng xe máy thì phải chăng đó là chiếc xe Novo mà anh Chí đã nhìn thấy và dắt xe vào bên trong, cho thấy khả năng người thanh niên này sẽ ngủ đêm tại bưu cục Cầu Voi. Luật sư cũng nên ra câu hỏi như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020 với bản tin vụ Hồ Duy Hải, 4 bút lục biến mất cùng với người đàn ông mặc áo vàng. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.